bạn tưởng tượng nổi chưa? Đã vượt này đó. Anh này anh chỉ lầy nấu lầy nha mà. Phường thấy mê luôn. Trời ơi vậy kìa. Ai cha. Trời ơi. Ủa cái máy nó mạnh kiếp thiệt chứ. Lắc đầu. Máy này hướng à, xích 100 nhưng mà hộp số bơm còn 70. Còn đặc biệt cây này là lên là hộp số 100 bơm 100. Nhưng mà xích thì vẫn là xài 70 nha các bạn. Ồ đúng kìa. Vượt đúng các bạn thấy không? Nó đẩy rồi bay bay rồi. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Quá quýt các bạn. Trời ơi, cái máy độ cái bô lên trên luôn nè các bạn. Thấy chưa? Bởi nãy giờ mình nghe cái hơi là mình đã nghi. Ôi, cái Kubota 70 CLV các bạn. Quá quýt luôn. Ok à. Rồi, đặt rồi. Vô đây mà đua. Quýt gì trời. Phải nó là đỉnh luôn nha các bạn. Nói chung đất này thì nó nghe đất cũng hơi ướt nha. Hơi ướt hơi mềm luôn đó. À có tốc độ rồi. Rồi. À, chạy phải nó là whip. Cái này thì 70/2021 nha các bạn. Đời 21 thì nó có cái chữ Kubota rồi các bạn. Chứ nó phóng chạy quá dữ. Ở đây mình thấy tới 4 cây nha mà nói chung đất nó hơi mềm á. Cây này mà nếu mà đất cua mà đất cứng một cái thì thôi rồi, chạy thì chắc bao phê. Thầy cha, cái cây này mình nhớ mãi mãi là hình như cây này dạ. Cái này lên hộp số 100. Hay cha, đúng rồi, cái cây này đội này là đợt rồi mình có quay một lần là ở dưới vuông nha các bạn. Ờ anh em ở Vĩnh Tuy. Ờ. Ờ đúng rồi, uống nước các bạn. Anh em ở Vĩnh Tuy, đúng rồi cái này. Rồi vậy là bởi vì cây này làm chết các bạn, cây này anh em đã nổ lên là hộp số 100 các bạn. Trời ơi, con kẹo con cây 70 bánh nó nghiêng kìa. Cây 70 Thái. Trời ơi, chạy thì thôi rồi, bao năm. Đúng rồi, các bạn, chia bé 2021, cây này là đã chạy hộp số 100 nha. Nhớ rồi. Dạ, bởi vì mình thấy quen dữ lắm, quen. Rồi, hộp số 100, hộp số chào báo luôn nha các bạn. Bởi vì hỏi sao các bạn coi đẩy cái đi kìa. Xài tính tới giờ máy còn bốc ghê luôn ta. Tài chỉ ghê luôn á. Hộp số 100 nha các bạn. Nhớ rồi. Đợt rồi mình có quay anh em một lần ở dưới vuông. Ở Kinh Tư. Rồi rồi, mình đẩy kìa. Quá quýt. Đúng là cây này chạy thì bao năm. Mạnh lắm các bạn, được rồi là mình có quay anh em chạy dưới vuông một lần. À lúng lúng rồi là anh em bườn bỏ máy vô tư. Rồi rồi, có đắt cỏ rồi. À lên hộp số 100 để chống này nha các bạn. Đó, hôm nay mình gặp lại thì anh em chạy quá tốc độ. Tốc độ phải nói là như xưa. Quá cỏ luôn. Chung anh em đạp mà các bạn thấy là thật thật á. Bye bye luôn. Đây quá mạnh lắm. Nói chung chạy là bao mạnh đó. Cây này tải hộp số 100 nha các bạn. Trời ơi, nó đẩy nó đi kìa. Nó hết hồn chưa?
luôn. Đỉnh lắm, cây này chạy thôi rồi, phải nói là bao ngon. Đỉnh lắm, mạnh luôn. Cái chỗ đó là tại chủ ruộng người ta mới gãy lúa đó các bạn. Ủa con gì nó chạy dữ rồi cho. Chuột quá. Xe này chạy mạnh lắm. Bữa nãy giờ mình là nó nghe mình quay ở bên kia, nhưng mà mình thấy cây này là nó chạy tốc độ là quá đỉnh luôn. Nhưng mà hôm nay mình lại gần thì mình mới biết là cây này được rồi. Mình có quay anh em một lần là ở dưới vuông đó. Đó là mình đã biết là cây này là anh em đã lên được số 100. Phải nói là chạy mạnh lắm, đẩy là bao phê. Có đẩy kìa. Trời đất ơi, các bạn tưởng tượng nổi chưa? Đã vượt này đó. Anh này anh chỉ lầy, nấu lầy á mà. Vườn thấy mê luôn. Trời ơi, vậy kìa. Ây cha. Trời ơi. Ủa mấy nó mạnh khiếp thiệt chứ. Lắc đầu. Mấy anh em hướng lắc đầu. Quá sắn một cái hực. Trời ơi, chạy quá quýp. Phải nói lại cây này chạy là mình xem mà không tưởng nha các bạn. Nói chung cái tốc độ chạy là mình phải mắc ghen với cây này đó. Dữ lắm tốc độ. Thì bữa hổm mình quay em Linh đó thì lên là dàn xích lên dàn chân xích 100. Nhưng mà hộp số bơm còn 70. Còn đặc biệt cây này là lên là hộp số 100. Bơm 100. Nhưng mà xích thì vẫn là xài 70 nha các bạn. Ồ đúng kìa. Vượt đúng các bạn thấy không? Nó đẩy rồi bay bay rồi. Vô đây mà đua. Chính ba không kịp chứ cây này đâu các bạn. Chính ba không kịp. Quá trời tốc độ cây này. Trời ơi chuột đúng hết á. Ok kìa. Ở trước chuột nữa kìa. Ok. Siêu lướt luôn đó. Bạn coi nam đẩy cá coi đi kìa. Trời ơi. Vô đây mà đua với cái này. Không kịp chứ cái này đâu các bạn. Dữ lắm cái tốc độ. Ha, mình đi theo không kịp luôn. Dữ thiệt. Cây chứ thật sự là có cây này là đỉnh nha các bạn. Ở bên đây cũng một cây 70 bờ lút nữa nè. Nhưng mà cây này thì tốc độ thì các bạn thấy nè, không kịp với mấy cây này đâu. Cây này tốc độ đỉnh thiệt. Bắn cái bù lên trên luôn. Bởi cho nên là anh em lên ra một cái nha, nó hụt như là máy lớn nha. Quá quyết thiệt. Mùa 70 mà tháp hộp số 100 mới ghê nha các bạn. Mới luôn á. Bao sướng luôn. À đẩy phóng phóng phóng. Còn một xóm mà đang đứng ra để đón bắt chuột các bạn. Nãy giờ mấy anh đang vượt chuột.
dắt cái mé. Cái mé làm như nó hơi lúng cái lằn đường mương rồi, chủ ruộng có cắt ra bằng chìa đây. Chuột chạy nhóc cho ông nội luôn. Chuột đất ở đây có nước thiệt mà chuột nó chạy thấy mê luôn á. Các bạn nguyên cái mương lớn nè. Nói về cái này thì chạy này thì bao phê rồi. Mấy cây bên đây là phải dòm đấy nha mà. Không kịp với cây bên đây. Mưa tới các bạn ơi. Mười chín luôn hay gì cơ? Chạy quá mau các bạn thấy không? Đấy, tốc độ chạy phải nó là quá quýt. Ồ, quá dính luôn.